chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác về tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, biết được ý trời, gặp thời đổi đời giàu to, không lo nghèo khó. Đúng tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, cuộc đời bước sang một trang mới, vừa giàu có vừa nhàn hạ trăm bề. Quang Hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả đong đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mãi an khang, thắt chặt phú quý. Quý khán giả thân mến, thực lòng mà nói rất khó để kênh Minh Đường Tử Vi viết bài về những tuổi có hạn trong tháng. Mới viết qua loa quá thì không đủ tính cảnh báo, viết chi tiết quá thì nhiều Mậu Tuất nghe rồi sầu não, bi quan. Cô bác tuổi Mậu Tuất cần hiểu thế này, hạn là cần có và là điều tất yếu phải xảy ra trong cuộc sống mỗi người, vì con người ta học hỏi từ thất bại, trưởng thành từ vất vả nhanh hơn là học hỏi từ sự thuận lợi và may mắn. Mỗi một lần trải qua vận hạn trong cuộc đời là một lần Mậu Tuất ngẫm lại và sẽ thấy mình đã khai phá được một phần tiềm năng con người, thay đổi được một phần suy nghĩ và trở nên mạnh mẽ hơn. Hay như người ta vẫn bảo, không có những ngày mưa làm sao biết yêu những ngày nắng. Vậy nên xin đừng quá lo về vận hạn, nghe để biết, nghe để chuẩn bị, nghe để cho bản thân có những lựa chọn sáng suốt khi vận hạn đến, để từ con đường bế tắc mà tìm được lối thoát nhanh, chứ không phải đọc để suy tư, u sầu hay mê tín, chi cả chục triệu, trăm triệu để xin giải hạn. Hạn cũng còn tùy thuộc vào âm phần, phúc đức tiên tổ, nghiệp báo bản thân mà cùng năm hạn có người nặng, có người nhẹ, có người trộm vía dẫn hanh thông. Mới đây nhất, Tử Vi học có nói đúng trong tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 âm lịch tới đây, dù là thời điểm còn nhiều thách thức, khó khăn, nhưng bản mệnh lại có rất nhiều cơ hội thay đổi cơ số, làm ăn phát tài, dưới sự che chở của thần tài, sự hậu thuẫn của quý nhân và có nhiều cát tinh, phúc tinh trợ mệnh, lại thêm sự trợ lực của tam hội và mộc dục, nên vận số đỏ hơn son, tài lộc bừng sáng, đường quang lộ hanh thông vô cùng. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải về vận trình tử vi chi tiết trong tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 trên từng phương diện cho tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Vậy, vận may cô bác nhận được là gì? Có điều gì kiêng kỵ, bản mệnh cần lưu ý để bảo toàn tài lộc cho mình trong năm tháng cuối năm này? Thì xin mời quý cô bác cùng chú ý theo dõi để không bỏ lỡ vận may của mình nhé. Xét tổng quan vận trình tử vi tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Xem tử vi cho thấy, năm tháng cuối năm âm lịch năm 2024 có thể là khoảng thời gian nhiều thử thách và áp lực cho những người tuổi Mậu Tuất. Các Mậu Tuất cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những khó khăn, biến động và cả những bất trắc nữa. Trong năm tháng cuối năm âm lịch này, mọi việc mà Mậu Tuất muốn đạt được đều phải đổ mồ hôi công sức gấp nhiều lần so với năm cũ. Cảm giác kiếm tiền chật vật có thể khiến Mậu Tuất nản lòng, nhưng đừng từ bỏ nhé. Hãy nhớ rằng, chỉ cần kiên trì thì vẫn sẽ vượt qua được những trở ngại này. Về công việc, Mậu Tuất có thể gặp nhiều trục trặc và thách thức. Trong tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, các mối quan hệ xã giao của Mậu Tuất cũng có thể gặp vấn đề do tiểu nhân quấy phá. Nếu có cơ hội thăng tiến thì cũng không rõ ràng, Mậu Tuất sẽ phải rất cố gắng mới có thể đạt được. Về tài chính, năm tháng cuối năm có thể mang đến những thách thức, đặc biệt là đối với người làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, không nên quá lo lắng, hãy cố gắng hết mình và mọi chuyện sẽ ổn định, vận trình sẽ cải thiện hơn. Vào năm tháng cuối năm là thời điểm đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực tình cảm. Tình cảm của bản mệnh tiến triển một cách hài hòa và đặc biệt. Mậu Tuất luôn được người thân quan tâm và thấu hiểu. Chính điều này đã tiếp thêm động lực và sức mạnh để Mậu Tuất đối mặt với những khó khăn và cố gắng tiến về phía trước. Đặc biệt, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm, sức khỏe của Mậu Tuất có dấu hiệu suy giảm, chủ yếu là do phải chịu quá nhiều áp lực trong cuộc sống. Hãy cố gắng duy trì nếp sống điều độ, khám chữa bệnh khi cần thiết và tâm sự với người đáng tin cậy để cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài ra, Mậu Tuất cũng cần phải đi lại cẩn thận để phòng họa huyết quang. Sau đây là phần dự đoán tử vi chi tiết tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 cho con giáp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958.
Tử Vi tháng 8 âm lịch 2024 có tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Tuất nhận thấy, tháng mới hứa hẹn người tuổi Mậu Tuất sẽ được gặp gỡ với những người có sức ảnh hưởng. Để củng cố mối quan hệ, bạn có thể tình nguyện giúp đỡ họ trong các dự án lớn, đánh đổi một chút thời gian và công sức để có được những kinh nghiệm vô giá. Với những ai khởi nghiệp, sẽ gặp nhiều khó khăn và có những lúc bạn cảm thấy mất niềm tin về bản thân, ý chí bị lung lay khi không đạt được mục tiêu đã đề ra. Thế nhưng bạn đừng vì thế mà bỏ cuộc. Bạn cần thời gian để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Việc thành công quá sớm là điều không thể xảy ra. Lúc này, Tỷ Kiên nhắc nhở bản mệnh nên nhớ rằng không phải cái gì cũng đi theo kế hoạch. Quan trọng là bạn phải thích nghi với hoàn cảnh một cách nhanh chóng để có thể tìm cách xử lý vấn đề. Sau đó không quên rút kinh nghiệm cho bản thân nữa nhé. Ngoài ra, đừng vì một lỗi sai nhỏ của đồng nghiệp mà nhắc đi nhắc lại. Ngay chính bạn cũng từng mắc không ít lỗi tương tự và được người khác bỏ qua đấy thôi. Hãy sống bao dung với mọi người để có môi trường làm việc lành mạnh. Xét về phương diện tài lộc. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy bản mệnh kiếm được tiền, nhưng đó là thành quả do sự vất vả mà có được. Do đó nhất định phải trân trọng từng đồng tiền cho mình bạn nhé. Bản mệnh rất dễ bị xúi dục tham gia những dự án đầu tư ma, vì chúng vẽ ra những kế hoạch trông thì có lý, với lợi nhuận cao để bẫy những người thiếu hiểu biết. Nếu tò mò thì có thể tìm hiểu, nhưng khi xuống tiền thì cần tỉnh táo nhé. Lời khuyên cho bản mệnh trong thời gian này đó là cần tìm cách để điều chỉnh kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm đầu tư. Có vẻ bạn đã dung tay quá tráng trong thời gian qua cho những nhu cầu không thực sự cần thiết như quần áo hay mỹ phẩm. Hãy tìm kiếm niềm vui trong việc tích lũy tiền và gia tăng tài sản. Đó là cách để bạn tránh lãng phí thời gian vào những việc vô bổ như mua sắm và nói xấu người khác. Khi quá bận rộn kiếm tiền, các thói quen xấu sẽ ít có cơ hội len lỏi vào cuộc sống của bạn hơn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy cuộc sống gia đình của bạn có vẻ ổn định, vững chắc nhưng cứng nhắc. Xét về phương diện sức khỏe. Nhị hắc nhập cung Đông Nam, ảnh hưởng khá nhiều tới khía cạnh sức khỏe của bản mệnh. Lúc này, bạn có thể sẽ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp. Thời tiết mùa này khá khó chịu, bạn nên thường xuyên đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ mình khỏi khói bụi độc hại. Ngoài ra, nên thường xuyên sử dụng dưỡng da để bổ sung dưỡng chất cho làn da bị khô, vì không khí thời điểm này khá hanh khô. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng khoảng thời gian chậm lại này để chăm sóc bản thân thông qua những buổi tập yoga, đạp xe hoặc đơn giản là tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi này. Khẩu quyết: tránh hứa hẹn những việc mà bản thân mình cũng không cảm thấy chắc chắn. Quý nhân: tuổi Ngọ, tuổi Mão. Tiểu nhân: tuổi Thân, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: hồng, cam. Con số may mắn: 19, 28 và 44. Tử vi tháng 9 âm lịch 2024 có tuổi Tuất sinh năm 1958. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho biết sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất có dấu hiệu sa sút do chịu ảnh hưởng khá lớn từ tương hại cục. Công việc gặp khá nhiều trở ngại, mưu sự cũng khó được như ý, hiệu quả công việc sa sút, tiến độ chậm trễ. Thậm chí nếu chủ quan, bạn còn có thể gây ra những sai sót rất khó vãn hồi. Điềm báo tử vi cho thấy cạnh tranh trong tháng khá lớn, mâu thuẫn nội bộ gia tăng. Nên chú ý thái độ và cách hành xử để không vô tình đắc tội người không nên, nhất là chẳng may đụng phải kẻ tiểu nhân, sẽ rất bất lợi cho bạn. Cho dù tài năng của bản mệnh đã được khẳng định bấy lâu, nhưng trong tập thể vẫn có người tỏ ra không khâm phục. Nhất là với những người đồng trang lứa hay làm cùng vị trí, đối phương thậm chí còn chẳng ngại che giấu sự đố kỵ, ghen tị với tài năng và thành quả mà bạn đang sở hữu. Nếu bạn không biết cách thu phục lòng người sẽ rất dễ bị những kẻ đó gây chuyện thị phi sau lưng, nhằm triệt hạ uy tín. Đặc biệt là hãy luôn nhắc nhở bản thân làm việc một cách thận trọng và khôn khéo để tránh sập bẫy kẻ xấu, tiền mất tật mang. Việc hợp tác có thể gặp trục trặc do đôi bên thiếu sự tin tưởng. Nếu bình tĩnh xử lý vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Ngược lại, bản mệnh càng nóng vội càng dễ hỏng việc. Tuy hung giận khá lớn, nhưng bên cạnh đó, bản mệnh cũng có nhiều các tinh âm thầm trợ mệnh. Cơ hội để trở mình không phải không có, nghĩa là bạn bỏ ra nhiều công sức và sự nỗ lực lớn hơn. Tháng này,
người tuổi Mậu Tuất có Thái Dương chiếu mệnh, nam mệnh có thể sẽ gặp may mắn hơn nữ mệnh về phương diện công việc. Tuy nhiên, để có thể tận dụng được vận may này, bạn cũng phải đánh đổi bằng sự bôn ba, chứ không thể há miệng chờ sung. Vì vậy, công việc mà bạn đang làm sẽ khó tránh khỏi gia dấp, cần phải xác định tâm lý ngay từ đầu, đừng lý tưởng quá mọi thứ, đến lúc lại thất vọng vì việc không như ý mình. Tháng này còn có nguyệt lệnh lâm đế dượng, vốn là một tín hiệu vô cùng đáng mừng, nhưng lại bị thương hại triệt tiêu gần như toàn bộ các vận. Thậm chí đế dượng xuất hiện ở thời điểm này còn dễ thôi thúc cái tôi cá nhân, dễ khiến bản mệnh trở nên cao ngạo, kiêu căng, làm mất lòng người khác. Con giáp này cần phải chú ý kiềm chế tốt cảm xúc, tránh để tình cảm cá nhân xen vào việc chung, kẻo công việc gặp trở ngại. Hãy tĩnh tâm hơn một chút để suy nghĩ lại mọi việc mình làm. Chỉ có như vậy bạn mới có thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. Nhìn chung, đây sẽ là giai đoạn sẽ có nhiều yếu tố phụ thuộc trong cuộc sống, làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc của bạn. Hãy trang bị cho mình những giải pháp cứng cánh, giữ cho chính mình một tinh thần thép, một năng lượng tràn trề để vượt qua nhé. Xét về phương diện tài lộc, theo tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy, con giáp này sẽ khó gặp may mắn về tài chính trong tháng mới, do bị tương hại cục và kiếp tài ảnh hưởng, nên vận trình tài lộc của người tuổi Mậu Tuất chưa thể ổn định ngay được, tiền bạc cũng dễ bị thất thu, cần quản lý túi tiền của mình thật chặt, đồng thời đề phòng kẻ xấu lừa đảo. Ở thời điểm này, con giáp này nên tập trung làm tốt các công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc, kiểu việc gì cũng không đạt kết quả như ý muốn. Vận khí bất ổn nên không thích hợp để đầu tư quy mô lớn, hãy bắt đầu những hạng mục nhỏ, như vậy mới có thể hạn chế rủi ro xảy ra. Người kinh doanh buôn bán có thể sẽ bị cạnh tranh rất mạnh trong tháng, thậm chí có thời điểm hàng hóa ế ẩm, kéo doanh thu cả tháng sụt giảm. Đây không phải là thời điểm phù hợp để bạn tung ra những sản phẩm mới, thay vào đó hãy tập trung phát triển và cải tiến chất lượng các sản phẩm hiện có. Điểm sáng nằm ở nguyệt lệnh đế dượng ở Mậu Tuất. Nhìn theo hướng tích cực thì con giáp này vẫn có thể gặp hung quá cát, hung khí sẽ giảm dần. Nếu có thiệt hại về tài chính thì chỉ là khoản nhỏ, không phải lo lắng thái quá, chỉ cần bạn tính toán cẩn thận và thông minh hơn một chút. Đặc biệt là cần có sự nhạy bén khi quan sát biến động của thị trường thì sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế, thu về lợi nhuận xứng đáng. Tuổi Mậu Tuất cũng nên học cách chi tiêu tài chính thông minh, khoản gì cần thiết nên tiêu dùng. Nếu không quá cấp bách thì có thể trì hoãn để bảo toàn tài khí, cũng không thể thiếu việc nghĩ cách để tăng thêm thu nhập bằng các công việc ngoài luồng khác. Có như vậy, tình hình tài chính mới thật sự ổn định lâu dài, chấm dứt tình trạng lúc lên lúc xuống vì phụ thuộc quá nhiều vào một nguồn thu nhập. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, bước sang tháng mới, có nguyệt lệnh lâm đế dượng phúc tinh quá giải, nên cục diện tương hại hầu như ảnh hưởng rất nhỏ tới phương diện tình cảm của bản mệnh. Vì thế, tình cảm gia đình khá hài hòa, không xảy ra mâu thuẫn nào quá nghiêm trọng, tuy không gặp sóng gió to lớn nào đe dọa. Các mối quan hệ cũng không xảy ra mâu thuẫn hay khắc khẩu nghiêm trọng, nhưng mọi thứ lại phát triển theo hướng bình bình, đôi khi rơi ra sự nhàm chán, ẻ nhạt. Xét về phương diện sức khỏe, do chịu tác động của hạn thái tuế, sức khỏe của tuổi Mậu Tuất giảm sút, sức đề kháng suy yếu, một phần là do tác động tiêu cực từ yếu tố thời tiết, môi trường sống, phần khác do mãi mê suy nghĩ cho công việc. Cũng chỉ vì suy nghĩ quá nhiều nên chất lượng giấc ngủ và bữa ăn hàng ngày của tuổi này giảm sút đáng kể. Đôi khi tâm tính bản mệnh còn rất dễ vui buồn thất thường, ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày. Trong tháng, bản mệnh cũng cần đề phòng quả huyết quang, ra ngoài chú ý vấn đề an toàn giao thông. Con giáp này có thể cải thiện sức khỏe bằng cách bắt đầu bằng việc cải thiện chế độ ăn uống và luyện tập thể thao hợp lý. Tốt hơn nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để sớm chữa trị kịp thời. Khẩu quyết: hạn chế việc nhận xét về cuộc sống của người khác, nên tập trung vào bản thân. Quý nhân: tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tiểu nhân: tuổi Thìn, tuổi Tý. Màu sắc may mắn: đỏ, đen. Con số may mắn: 19, 44 và 79. Tử vi tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, xem tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy, có nhiều khó khăn cản bước đường thăng tiến của người tuổi Mậu Tuất trong tháng 10 âm lịch này. Tuy nhiên, thực tế thì những khó khăn này đa phần bắt nguồn từ chính bản mệnh,
bạn cần thay đổi bản thân, khắc phục những khuyết điểm và những điều mình làm chưa tốt thì công việc mới cải thiện. Cục diện tương hình khuyên con giáp này, bản mệnh nên nhanh chóng tìm cách thoát khỏi tâm trạng buồn bực, nóng nảy trong cuộc sống. Không phải điều gì cũng sẽ xảy ra theo đúng như mong muốn của mình. Điều bạn cần làm là chấp nhận và tìm ra những điểm mình làm chưa được tốt, từ đó có hướng khắc phục để ngày càng tiến bộ hơn. Khi mọi người xung quanh không đồng tình với những việc như bạn mong muốn, bạn cũng cần có lời góp ý nhẹ nhàng, dễ nghe. Đừng dùng những từ đao to búa lớn hoặc nổi trận lôi đình khiến đối phương mất lòng, đẩy quan hệ đôi bên vào cảnh căng thẳng. Bạn cần tìm cách để xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp chứ không phải là tự tạo thêm kẻ thù cho mình. Thực chất tháng này không chỉ toàn những điều khó khăn, bởi bản mệnh vẫn được các tinh trường sinh chiếu mệnh. Hãy chăm chỉ làm việc tốt, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh, thì đến khi bạn gặp khó khăn, người khác cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Tuất khuyên bản mệnh, khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn hãy luôn nghiêm túc, không trốn tránh trách nhiệm, rồi những gì bạn đóng góp cho tập thể sẽ được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Xét về phương diện tài lộc, có lẽ vận trình tài lộc của người tuổi Mậu Tuất cũng khó mà khởi sắc được. Dưới tác động của cục diện tự hình, thời điểm này bạn khó nắm bắt được cơ hội. Thậm chí dù cơ hội có xuất hiện ngay trước mắt thì bạn cũng dễ bỏ lỡ việc vì thái độ chần chừ, do dự, thiếu tin tưởng vào chính bản thân mình. Tháng 10 âm lịch là thời điểm con giáp này nên tìm cách mở rộng mối quan hệ của mình với đối tác, khách hàng. Đôi bên không nhất thiết phải hợp tác ngay lập tức, mà có thể tiếp xúc với nhau trước khi tạo được sự nhất trí, thì hợp tác sau cũng không muộn. Đến lúc đó sẽ giảm bớt được nhiều mâu thuẫn trong vấn đề làm ăn. Với người làm kinh doanh, buôn bán, bản mệnh dễ vướng phải tranh cãi với khách hàng của mình, khiến đồng tiền khó đổ về trong túi. Bạn không nên nghiêm trọng quá vấn đề, hành xử nóng nảy gây ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân. Hãy luôn giữ cái đầu lạnh để có thể bình tĩnh phân tích các vấn đề và tìm ra lối hành xử phù hợp nhất. Chứ làm mất lòng khách hàng thì về lâu về dài, bạn cũng là người chịu thiệt thòi mà thôi. Nguyệt lệnh trường sinh khuyên con giáp này hãy nhiệt tình giúp đỡ mọi người, hay làm việc thiện rồi sẽ nhận được quả ngọt tương ứng. Nếu sư giả hãy giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Có thể trong quá trình làm việc thiện, bạn còn làm quen được với quý nhân hoặc người có cùng chí hướng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn sau này. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, chuyện gia đạo của người tuổi Mậu Tuất khá ảm đạm trong khoảng thời gian này, chủ yếu là do tâm trạng của bản mệnh thường xuyên buồn bực, không vui, thậm chí dễ nóng nảy, cáu giận với những người thân thiết nhất với mình. Đó là người nhà thì chẳng có chuyện gì là không thể chia sẻ cùng nhau và giúp đỡ nhau cùng vượt qua. Quan trọng là bạn có thật sự muốn người nhà giúp đỡ mình hay không mà thôi. Các cặp vợ chồng có xu hướng tranh cãi liên miên về những quan điểm đối lập. Tuy nhiên dù như vậy thì đôi bên cũng cần cố gắng bình tĩnh để có thể trò chuyện với nhau. Xét về phương diện sức khỏe, thái tuế hung tinh chiếu mệnh, người tuổi Mậu Tuất cần quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe của mình, đặc biệt là khi xuất hành xa nhà hoặc khi vận hành máy móc, lao động tay chân. Bạn cần làm việc khi đang tỉnh táo, tránh làm việc quá sức của mình kẻo gây ra những sự cố đáng tiếc. Kể cả trong hoạt động thể dục thể thao, con giáp này cũng cần biết lượng sức mình. Nếu cố gắng quá sức thì dễ gặp phải hậu quả khó lường, chéo ngược. Dù ở độ tuổi nào đi nữa, bạn cũng cần vận động và sinh hoạt khoa học, hợp lý, như vậy mới có thể khỏe mạnh được. Khi tâm trạng buồn bực mà không thể chia sẻ với ai, bạn cũng có thể ra ngoài nghỉ xả hơi, hít thở bầu không khí trong lành. Như vậy bạn có thể quên đi nhiều phiền não và sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Khẩu quyết: có những điều bất ngờ xảy ra trong cuộc sống khiến bạn cảm thấy biết ơn. Quý nhân: tuổi Thân, tuổi Thìn. Tiểu nhân: tuổi Tuất, tuổi Dần. Màu sắc may mắn: vàng, đỏ. Con số may mắn: 19, 44 và 20. Tử vi tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, theo dõi tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất sẽ có những bước tiến lớn trong công việc, đạt được nhiều thành tựu. Ở tháng dượng vận khí như này, lại có nguyệt lệnh lâm trường sinh hỗ trợ, con giáp này gặp nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ tới nơi tới chốn. Tâm trạng nhờ vậy cũng có nhiều chuyển biến tích cực, sự hứng khởi giúp bạn trở nên vô cùng nổi bật. Bằng sự thông minh và sáng tạo của mình, kết hợp với tư duy mẫn tiệt, tinh thần chuyên nghiệp,
con giáp này đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Ở thời điểm hiện tại, bạn hoàn toàn có thể tự tin về năng lực của mình, sẽ chẳng có một ai nghi ngờ được khả năng của bạn nữa. Lại thêm tả phù các tinh chiếu mệnh, báo hiệu có sự nâng đỡ, giúp sức từ quý nhân, con giáp này có thêm sự tương trợ từ bên ngoài thì sẽ càng thăng tiến mạnh mẽ hơn nữa, như hổ mọc thêm cánh, giàu sang phú quý không ai sánh bằng. Tuy nhiên, không có may mắn nào từ trên trời rơi xuống để có thể đạt được tất cả những điều mình mong muốn. Tuổi Mậu Tuất cũng phải trải qua không ít khó khăn và thách thức, 5 lần 7 lượt mới nắm bắt được thành công, không có chỗ cho sự lười biếng hay ăn may. Nếu bản mệnh quá ỷ lại vào vận may mà không chịu nỗ lực, bạn có thể sẽ làm cơ hội trôi qua một cách rất đáng tiếc. Thêm một điều nhắc nhở nữa, tháng này bạn càng tỏa sáng, càng dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét do nóng mắt. Thiên Cẩu hung tinh nhắc nhở hung họa tiềm ẩn rất nhiều, bạn chớ nên chủ quan dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử, chớ nên kiêu ngạo kẻo tự rước họa vào thân. Dẫu không có ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng từ phía mình, chỉ cần bạn hành động đúng mực thì không có gì phải lo lắng. Các khí trong tháng này cũng có lợi cho việc trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Nếu có cơ hội được học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, đừng quá do dự, bởi đó có thể là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời bạn. Xét về phương diện tài lộc. Ở phương diện tài lộc, tháng này mang tới cho tuổi Mậu Tuất nhiều cơ hội gia tăng tài sản, lộc lá đầy nhà. Người tuổi Mậu Tuất với khả năng chi tiêu chu đáo, lại thêm tài tinh hỗ trợ, nên nhìn nhận mọi vấn đề rất thực tế và thông suốt. Tài vận khá sáng, được trường sinh hộ mệnh, công việc tiến hành trôi chảy, thì tài lộc ắt tăng theo là lẽ đương nhiên. Bản mệnh bớt đi nhiều điều phiền não, tập trung làm tốt việc của mình, lợi nhuận nhờ vậy tăng lên khá nhanh, thêm cả thiên tài báo hiệu. Bản mệnh cũng có thể gặp được những mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng bù lại lợi nhuận hứa hẹn vô cùng rủng rỉnh. Trong tháng này, có thể tận dụng lúc này tổng lực triển khai dự án mới hoặc phát triển quy mô dự án cũ, tất cả đều đầu xuôi đuôi lọt, giúp bản mệnh bỏ túi không ít lợi nhuận. Các mối quan hệ hợp tác cũng cần được bồi dưỡng trong tháng này để tranh thủ kiếm về nhiều hợp đồng, dự án có lợi. Cũng nhờ quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Khi có tài vận ổn định, bạn có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Nhìn chung, chỉ cần bạn chăm chỉ, cần cù, thì chắc chắn việc làm ăn buôn bán sẽ không đến nỗi nào. Đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, bạn cũng cần tự nhắc nhở bản thân rằng, làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể. Đừng tiến hành một cách mù quáng, cảm tính, mà bị kẻ xấu lợi dụng. Nhất là khi trong tháng có cả Thiên Cẩu hung tinh hoành hành. Sai một ly là có thể trả cái giá rất đắt. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có cũng như kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Trong tháng 11 âm lịch này, may mắn nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, nên hứa hẹn chuyện tình cảm của tuổi Mậu Tuất được thuận buồm xuôi gió. Tình cảm của các thành viên trong gia đình lúc này có sự gắn kết mạnh mẽ, bạn cảm thấy được sự động viên tinh thần của mọi người dành cho bạn trong mọi việc. Xét về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 11 âm lịch cho thấy thể trạng của tuổi Mậu Tuất trong tháng này khá tốt. Bản mệnh lâm đất trường sinh, sức khỏe khá ổn định, không gặp vấn đề hay trục trặc nào quá lớn. Dù vậy, bạn vẫn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể cho mùa hè nóng nực, để tránh các triệu chứng khó chịu, uể oải, làm cản trở cuộc sống và công việc của mình. Lưu ý, trong tháng có sự xuất hiện của sao xấu Thiên Cẩu, có thể mang tới họa hình thương, tai nạn bất ngờ. Điềm báo tử vi nhắc nhở tuổi Mậu Tuất nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế đi xa, tới những nơi cao hẻo lánh. Trên hành trình đi lại, nếu gặp miếu, điện, chùa, tháp thì nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên. Khẩu quyết: trải qua sóng gió, bạn sẽ có lối sống đơn giản và chọn hạnh phúc hơn là vật chất. Quý nhân: tuổi Thìn, tuổi Ngọ. Tiểu nhân: tuổi Tỵ, tuổi Dần. Màu sắc may mắn: cam, trắng. Con số may mắn: 17, 44 và 80. Tử vi tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy
những người tuổi Mậu Tuất sẽ khiến cho những người xung quanh phải ngạc nhiên bởi cú bứt phá ngoạn mục của mình trong tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn này. Dưới sự che chở của tam hợp, sự nghiệp rực sáng, những cơ hội phát triển đáng kể, bản mệnh có sự phấn khởi và năng lượng tràn đầy để theo đuổi mục tiêu. Đây là thời điểm tốt nhất để bản mệnh nắm bắt thời cơ, củng cố vị trí đang có, tiến những bước xa hơn trên chặng đường công danh. Lại thêm thiên ấn xuất hiện trong tháng này, báo tin vui cho con giáp tuổi Mậu Tuất biết rằng nỗ lực của bạn trong nhiều tháng qua đã bắt đầu có kết quả. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn. Sự phối hợp ăn ý giữa mọi người giúp những vấn đề khó khăn trước đó được giải quyết trong thời gian sớm hơn, đỡ tốn công tốn sức so với khi bạn phải làm một mình. Sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn, vậy nên thường ngày đừng quên chăm sóc cho những kết nối xã giao của mình. Dù đối phương không giúp được bạn về mặt vật chất hay nâng đỡ bạn trong công việc cụ thể, nhưng cũng sẽ mang tới cho bạn sự ủng hộ cần thiết. Tất nhiên, bạn cũng không nên quá ỷ lại vào người khác, mà phải tự mình hành động chăm chỉ, nỗ lực thì mới đạt được kết quả đúng như ý nguyện. Nhân lúc các khí tràn lan, đây cũng là thời gian tốt để bạn trau dồi cũng như rèn luyện tất cả những gì liên quan đến sự sáng tạo trong công việc của mình. Bây giờ, việc của bạn là mạnh mẽ và tự tin bộc lộ khả năng sẽ là chìa khóa để bạn đánh đổi lấy thành công. Vậy là sau những cố gắng không ngừng nghỉ, tuổi Mậu Tuất cuối cùng cũng gặt hái được thành công, từng bước tiến đến hơn với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Cấp trên nhìn thấy những nỗ lực không mệt mỏi của bạn, quyết định trao thêm trọng trách, cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bên cạnh những may mắn kể trên, tuổi Mậu Tuất vẫn cần hết sức thận trọng khi ngũ quỷ hung tinh xuất hiện, dự báo có điềm tiểu nhân quấy phá. Lúc này bạn cần ý thức rằng, dù bản thân đang có lợi thế thì cũng chớ nên tỏ ra quênh quang, khoe khoang, coi thường người khác. Người càng tài giỏi lại càng khiêm tốn, chứ vì sĩ diện nhất thời mà tỏ thái độ không đúng mực, kêu gọi tiểu nhân, tự rước họa cho bản thân. Xét về phương diện tài lộc, tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho biết, tài lộc của tuổi Mậu Tuất vượt lên khá rõ, cục diện tam hợp mang tới cho bạn nhiều may mắn về tiền bạc. Cả nghề tay phải lẫn nghề tay trái đều đem lại thu nhập khả quan, nhưng chính tài vẫn có xu hướng nhỉnh hơn, công việc đang tiến triển mạnh mẽ, đảm bảo cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh. Bên cạnh khoản lương cứng, với biểu hiện xuất sắc của mình, Mậu Tuất còn có thể nhận được các khoản phụ cấp, đãi ngộ, thưởng nóng về trách nhiệm. Đặc biệt việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, bạn được dự báo sẽ thu về khoản chi doanh số không nhỏ. Đây còn là tháng chạp cận Tết cuối năm, là lúc mà tiền lương, tiền thưởng được trao, nhiều khoản thu nhập đổ về cùng lúc giúp tài khoản của Mậu Tuất tăng tiến chóng mặt. Trong khi đó, người làm kinh doanh đón lộc về, nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng, các cơ hội buôn bán mùa lễ hội cuối năm liên tục mở ra trước mắt, có thể khiến bản mệnh choáng ngợp. Nhưng cũng vì thế mà bản mệnh có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn hạng mục phù hợp. Tuổi Mậu Tuất được khuyên đừng quá vội vàng đưa ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó, hãy dựa vào kinh nghiệm và căn cứ năng lực của mình. Chọn lĩnh vực mà bạn biết rõ nhất, khi đó bạn sẽ tự tin hơn, gặp tình huống bất lợi cũng biết cách xoay sở kịp thời. Ngoài ra, bạn cũng nên tin tưởng hơn vào trực giác của mình. Nhất là khi sao xấu ngũ quỷ sẽ có thể gây ra một vài bất lợi nếu bạn chủ quan. Nếu bạn cảm thấy cơ hội nào đó không ổn, thì tức là nó có vấn đề thật, nên dành thời gian tìm hiểu thêm. Tiền bạc dư giả nên bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm chuẩn bị đón Tết, hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm qua. Dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh xa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, may mắn tiếp tục đồng hành với Mậu Tuất ở phương diện tình duyên tháng này. Chuyện tình cảm của bạn sẽ có khá nhiều niềm vui, nhờ bán hợp đồng hành, gia đình an vui, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa. Những ngày cận Tết này, chuyện nhỏ, chuyện lớn đều được đem ra bàn bạc và hỏi ý kiến đối phương. Nhờ vậy mà không khí gia đình luôn ngập tràn sự ấm cúng, gia đình hòa thuận. Xét về phương diện sức khỏe, điều duy nhất mà tuổi Mậu Tuất cần quan tâm là vấn đề sức khỏe của mình trong tháng này. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất bệnh, nên những vấn đề tưởng nhỏ như mất ngủ, ăn uống không ngon miệng lại khiến thể trạng của bạn sao sút nhanh chóng. Bệnh cũ cũng có thể tái phát nếu trong thời gian qua bạn lơ là việc chăm sóc sức khỏe,
những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, lối sống không lành mạnh sẽ khiến bạn phải trả giá. Ngoài ra, hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở bản mệnh khi đi lại, làm việc cũng nên cẩn thận kẻo bị thương tật, tai nạn, nhất là trong những ngày cuối năm này. Khẩu quyết: có tiền bạn nên xử lý các khoản nợ có lãi suất cao càng sớm càng tốt. Quý nhân: tuổi Tý, tuổi Mão. Tiểu nhân: tuổi Tỵ, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: xanh lá. Con số may mắn: 17, 99, 40. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, nhiều người rất sợ trách nhiệm, vì sợ mình làm sai sẽ bị trách mắng. Thậm chí có một số người làm từ thiện xong bị chê, vì cách thức thực hiện thì dội tức giận bảo: đã thế tôi không làm nữa. Họ nghĩ rằng không làm gì thì khỏi phải lo lắng rằng mình làm điều tốt hay điều xấu, sẽ luôn là kẻ vô tội trong mọi tình huống. Nhưng thực ra, nếu không làm điều tốt, không khác gì làm điều xấu cả. Ví dụ, thấy chết mà không cứu cũng là tiếp tay cho kẻ thù ác, hay bạn vô tình bị ngã vì hòn đá ngáng đường, nhưng cứ mặc nó ở đấy vì nghĩ rằng việc chẳng liên quan tới mình. Thế nhưng chính thái độ thờ ơ đó mà hòn đá có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho những người tiếp theo, nghĩa là bạn cũng đang vô tình làm điều xấu đấy thôi. Ai cũng có sẵn lòng tốt, nhưng cứ duy trì sự thờ ơ, lạnh lùng mãi như thế, dần dần ta đã chôn vùi hơi ấm của mình sâu trong tim, rồi thành kẻ ác lúc nào không hay. Tương tự, những người chỉ biết nghĩ đến mình và nghĩ ai cũng chống lại họ, thường có xu hướng tự bọc mình trong tấm áo giáp của sự tàn nhẫn và tự đại. Do đó, đừng so đo việc ai đó đánh giá vì ta có đủ tốt, đủ vô tư hay không. Hãy làm mọi thứ bằng cái tâm của mình, mặc kệ việc người đời phán xét. Nếu còn những việc không ai nhờ cũng phải chủ động làm, chủ động lên tiếng để giúp đỡ người khác. Hãy nhìn tấm gương của Đức Phật, Ngài luôn bắt đầu trò chuyện với mọi người để giúp họ đương đầu với những đau khổ của mình. Ngài không đợi người khác bắt chuyện với mình trước, cũng không lo lắng về việc họ có thể nghĩ gì về mình. Ngài chú tâm tới mọi người một cách ấm cúng và thoải mái. Dân, quý khán giả thân mến, chương trình đến đây là hết. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo.